Sáng nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra tọa đàm khoa học từ Hiệp định Paris về Việt Nam đến Đại thắng mùa xuân năm 1975, vai trò của mặt trận ngoại giao góp phần vào thắng lợi lịch sử 30 tháng 4. Trong buổi tọa đàm, nhiều bài học kinh nghiệm về đấu tranh ngoại giao được thảo luận và đào sâu. Một trong số đó là bài học kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ trong đấu tranh ngoại giao, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa các nước lớn để có thể giữ vững lợi ích của quốc gia và dân tộc. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Đây là thắng lợi ngoại giao đặc biệt quan trọng, buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, rút toàn bộ quân viễn chinh và chư hầu khỏi miền Nam Việt Nam. Bằng kinh nghiệm đấu tranh để giành và giữ độc lập trong hàng ngàn năm của dân tộc, cũng như kinh nghiệm trong đấu tranh ngoại giao tại Hội nghị Geneva năm 1954, Việt Nam đã kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, nêu cao mục tiêu thống nhất đất nước và độc lập dân tộc trong quá trình đàm phán, làm thất bại âm mưu chia cắt lâu dài đất nước của đối phương. Cái lập luận của ta lúc ấy rất là đanh thép, tức là dân tộc Việt Nam là một, đất nước Việt Nam là một, cho nên ở đâu có giặc thì người Việt Nam có bổn phận đến đó để bảo vệ Tổ quốc, cho nên không thể phân biệt là miền Bắc miền Nam được. Cho nên cái ý đồ của Mỹ là muốn kéo cái việc là rút quân, Mỹ rút nhưng mà miền Bắc cũng phải rút để mà duy trì cái chính quyền Sài Gòn. Nhưng cái điều ấy đã thất bại. Trong từng giai đoạn lịch sử, giữa các nước xã hội chủ nghĩa lớn là Liên Xô và Trung Quốc đã có những mâu thuẫn. Mỹ cũng ra sức tận dụng mâu thuẫn này để chia rẽ các nước xã hội chủ nghĩa và cô lập cách mạng Việt Nam. Việt Nam đã khéo léo xử lý hài hòa mối quan hệ giữa các nước lớn, tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế với cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam. Trong Mỹ Liên Xô Trung Quốc, chúng ta đề ra nguyên tắc quan hệ Liên Xô Trung Quốc thế này. Một là phải tôn trọng cả hai nước, không nhất biên đảo. Mình phải có đường lối độc lập tự chủ thì đây là cái chốt. Chỉ có đường lối độc lập tự chủ thì mình mới tranh thủ được cả Liên Xô Trung Quốc trong bối cảnh Liên Xô Trung Quốc hết sức mâu thuẫn với nhau. Với bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay, bài học từ quá trình đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến nói chung và trên bàn đàm phán tại Hiệp định Paris nói riêng, cho thấy Việt Nam cần kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tăng cường đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa các nước lớn để giữ vững lợi ích quốc gia, dân tộc. Chúng ta phải luôn luôn xác định rõ cái lợi ích cốt lõi của Việt Nam là gì, lợi ích căn bản của chúng ta là gì. Và đúng như phương châm mà Bác Hồ đã chỉ đạo và chúng ta đã thực hiện trong suốt cái quá trình của ngoại giao Việt Nam là giữ nước biển, từ phần biển và làm sao mà giữ được hòa bình và xử lý những vấn đề biển Đông theo hướng đó. Hiệp định Paris cùng quá trình đàm phán là thắng lợi đỉnh cao của ngành ngoại giao Việt Nam hiện đại, là bài học quý báu cho công tác đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới.